còn sớm mà anh. Em có sao không? Trà Quý không phải con em đúng không? Trà Quý và Thủy là con của chúng mình. Em muốn bé Thủy có thêm một cái tên ở nhà là Trà Thương, được không anh? Cũng được. Mà em không muốn anh một lần nào nữa nhắc đến chuyện con anh con em đâu. Ý anh không phải là như vậy. Ý anh là em đã từng lấy Thung, và anh còn nghe đồn là em có một vài mối quan hệ khác nữa. Nhưng đêm qua em... anh không ngờ anh lại được hưởng cái diễm phúc ấy, là người đàn ông đầu tiên của em. Anh có muốn nghe chuyện cổ tích không? Xem được chưa em ơi? Ờ, chưa. Hơi lệch. Được chưa? Được rồi. Em lại còn cười được à? Như vậy em mới biết anh thật thà như thế nào chứ. Nào. Xem anh thật thà hơn nào. Dậy đi. Nhanh lên. Nào. Anh không dậy đâu. Không. Dậy. Cô tới đây làm gì? Chị là... tôi là mẹ của bé Thủy, vợ cũ của anh Sơn. Mời chị ngồi chơi ạ. Tốt hơn hết, cô nên ra khỏi đây ngay đi. Kìa anh, dù sao cô ấy cũng là mẹ bé Thủy. Cô ấy biết nghĩ hơn anh đấy. Mà tôi đến đây là để gặp Hân, chứ không phải gặp anh. Sao cô lại biết tên cô ấy? Tôi còn biết nhiều hơn anh tưởng đấy. Tốt hơn hết, cô nên lo việc của cô đi. Đừng dây dưa vào cuộc sống của chúng tôi. Tôi đến đây cũng để lo cho cuộc sống của tôi. Tôi nói chuyện riêng với chị được chứ? Anh đi chợ giúp em nhé. Đi đi. Anh yên tâm, tôi không làm gì chị ấy đâu. Xem ra chị cũng là người tử tế nhỉ. Chị uống nước. Cảm ơn. Tôi chỉ muốn có một gia đình yên ấm thôi. Theo như tôi được biết, anh Sơn và chị đã ly hôn với nhau. Vì vậy, anh Sơn có quyền tự do lập gia đình, đúng không? Tôi tới không phải để tranh giành chồng. Tôi có việc muốn nhờ chị. Trước lạ sau quen, dù sao chúng ta cũng cùng có mối quan tâm chung, là anh Sơn và bé Thủy. Tôi chỉ quan tâm tới bé Thủy thôi. Và giờ tôi hoàn toàn yên tâm khi bé Thủy có một người mẹ kế như chị. Chị đã biết gì về tôi đâu. Nếu không biết gì về chị thì tôi đã không mạo muội tới đây tìm chị.
ăn kem nhé. Vâng ạ. Xuống đi các con. Chị ơi mua kem đi. Bán cho tôi 2 cái kem. Vâng. Con xin ạ. Con xin. Tôi gửi tiền ạ. Vâng, xin chị. Ăn đi, còn nhìn gì thế con? Trông bác ấy giống mẹ con. Thôi, ăn nhanh rồi về, không bố mắng. Vâng ạ. Lên xe nào con. Được chưa? Về nhá. Chị là người đã theo ba mẹ con tôi hôm đó với chiếc xe cúp màu đỏ đúng không? Chị thông cảm. Tôi cũng chỉ muốn biết người mà con tôi sẽ gọi bằng gì như thế nào thôi. Và giờ tôi có thể yên tâm rời thành phố này. Chị đi đâu? Tôi theo anh ấy vào Vũng Tàu. Tôi có việc muốn nhờ chị. Chị cầm lấy, lo cho bé Thủy giúp tôi nhé. Chị yên tâm, tôi lo cho Quý thế nào thì sẽ lo cho Thủy như thế. Tôi không cầm đâu. Kìa chị, tôi chỉ nhờ chị cầm hộ bé Thủy thôi. Thực lòng tôi biết anh Sơn không phải là người xấu, nhưng không phải là người đàn ông mà tôi mong muốn. Sống với anh ấy, chị sẽ gặp nhiều điều không như ý. Nhưng tôi tin chị là người kiên nhẫn hơn tôi. Nếu mà có khó khăn gì, chị cứ gọi điện cho tôi nhé. Tôi mong chị giúp tôi. Thôi, tôi chào chị. Mời vào. Chào cậu. Ôi, anh chết. Tôi không biết là tân phó chủ tịch đến kiểm tra. Kiểm tra gì đâu. Chỉ là có chút việc riêng. Riêng hay chung gì thì mời tân phó chủ tịch cứ ngồi uống nước cái đã. Dạ, mời tân phó chủ tịch uống nước ạ. Cậu cứ anh em như trước đây có được không? Cứ phó chủ tịch, tôi nghe lạ tai lắm. Thế nào, mới nhận chức, anh đã có gì cần sắp xếp lại ạ? Tôi đã nói là có việc riêng mà. Cậu thấy cuộc bỏ phiếu sáng nay thế nào? Dạ, thành công tốt đẹp ạ. Ý mình không phải vậy, mà là... Em hiểu anh nghĩ gì rồi. Nói thật với cậu, từ khi làm việc ở ủy ban, tôi luôn có cảm giác mình là cái bóng của ông già vợ.
tôi thấy mất tự tin lắm. Vâng, phải công nhận ông già vợ anh là một cái bóng quá lớn, nhưng không đủ phủ nhận hết mọi cố gắng của anh trong mấy năm qua. Đây chính là lộ trình của ông ấy muốn mà. Nhưng do chính anh đạt được mà. Phải gọi thế nào nhỉ? Niềm vui nhân đôi, không biết có đúng không? Tôi vẫn chưa hiểu. Thứ nhất, anh đã khẳng định được năng lực của mình để mọi người tin tưởng và bầu chọn. Thứ hai, anh đã vượt khỏi tầm ảnh hưởng của ông ấy. Cậu nói thật chứ? Ít nhất là em đã nghĩ như vậy. Anh uống nước đi. Tôi về đây. Cảm ơn. Alo, chú đấy hả? Thảo nào, tôi gọi điện về nhà mấy lần mà không thấy. Tôi biết rồi, Phong Giao sẽ không phụ lòng tin của tôi mà. Thế nhá. Lâm. Dạ. Lên phòng lấy chai rượu tây xuống đây cho bố. Vâng ạ. Ông ơi, vẫn bày tiệc chưa ông? Bà này hỏi lạ nhỉ. Chẳng lẽ tôi uống rượu tây với rau muống à? Phòng Giao coi vậy mà khá lắm. Nó không uổng công tôi. Nó làm sao hả ông? Thì lên cái chức phó chủ tịch thành phố. Đúng là không uổng công tôi. Nó về rồi đấy. Ra đi con. Con chào bố mẹ. Ôi, bà ngồi đi. Nhà hôm nay có khách hả bố? Anh định giấu mọi người đến bao giờ nữa? Hôm nay là tiệc mừng anh lên trước đấy. Cả nhà biết rồi ạ. Thôi ngồi bà đi con. Tôi thì đã được coi là về vườn về mặt hành chính, nhưng còn cái này thì chưa đâu. Anh nên nhớ, ở đây tôi còn khối quân ra đây nha. Bố, bố đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của con có được không? Can thiệp à? Lại còn cuộc sống riêng nữa. Theo anh, thế nào là chung, thế nào là riêng? Bố, con xin bố, con có thể tự lo được cho gia đình, cho cuộc sống và công việc của con. Tôi không lo cho anh, tôi lo cho con gái tôi. Nó là của riêng vợ chồng tôi. Nhưng từ khi nó cưới anh, vợ chồng tôi buộc phải chung với anh. Con vẫn biết là bố mẹ rất lo cho vợ chồng con. Thế nhưng... Thôi. Tôi không dỗi hơi. Biết thế, tôi để anh trở thành tầm mù cho rồi. Thôi, không nói nhiều nữa, rót rượu. Rót rượu đi con. Con cảm ơn bố đã nói ra. Giờ con cũng ân hận sau ngày đó lại nhận cái ân huệ của bố. Cái ân huệ đã cầm tù con bao lâu nay? Anh nói thế, hóa ra bấy lâu nay tôi cầm tù anh à? Con xin phép bố mẹ. Nào, bây giờ mày đã sáng mắt ra chưa? Kìa ông. Lâm, con, thôi, nín đi. Không biết là năm nay trao giải như thế nào?
Em mời anh ạ. Tổ chức của đại bản quy mô. Mấy khi anh em mình vào được trong này, sau bế mạc, em muốn mời anh đi thưởng thức mấy món đặc sản của Đà Nẵng. Thế còn Đoàn? Dạ, cứ để họ về khách sạn. Mà đã gọi là đặc sản thì thóc đâu mà đãi gà rừng hả anh? Cậu chỉ là cái láu cá. Dạ. Ngồi chỗ này nhé. Sao hai người lại ở đây? Dạ, cái đó em cũng không biết ạ. Ban tổ chức xin kính mời các đồng chí, các quý vị đại biểu ổn định chỗ ngồi để chúng ta tiếp tục chương trình bế mạc phần trao giải thưởng cho các thể loại phim. Và sau đây, ban tổ chức xin trân trọng công bố giải thưởng thể loại phim phóng sự truyền hình không có giải nhất. Đồng giải nhì của thể loại phóng sự điều tra được trao cho phóng sự điều tra Rừng Nguyên Sinh Kêu Cứu của tác giả Nguyên Phương, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, và phóng sự Mạch Ngầm, tác giả Nguyễn Trà Hân, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Và sau đây, chúng tôi trân trọng kính mời đồng chí Trần Đức Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, và đồng chí Bảy Cúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, lên trao giải cho các tác giả. Xin trân trọng kính mời. Trần Đức Hùng và đồng chí Bảy Cúc. Và sau đây, các tác giả đoạt giải sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã ưu ái cho tôi nói riêng và cho Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng nói chung. Sự ưu ái đặc biệt cho một đài truyền hình còn non trẻ. Giải này không phải dành riêng cho cá nhân tôi, mà dành cho cả Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Và sau đây, chương trình tiếp tục với phần trao giải thưởng cho thể loại phim sân khấu và phim truyền hình. Theo đánh giá của ban tổ chức, chúc mừng chị, cảm ơn em. Chúc mừng. Đã góp phần phản ánh sinh động cuộc sống với nhiều vấn đề của xã hội hôm nay. Thở lặng. Cậu thấy không xứng đáng sao? Nhưng chị ta không gửi tác phẩm dự thi qua đài. Nhưng mà cô ấy đã nói đây là công sức chung của cả đài. Biết cách cư xử đấy. Nói vậy chẳng khác gì bảo ban lãnh đạo đài không sáng suốt. Mà có khi họ còn điều tra ra anh là người cố tình ém bài phóng sự này đi. Không đi có tiếc không? Chỉ phải ban tổ chức giải thật chu đáo. Cũng xa nhỉ. Này, sau khi đi thăm trại điều dưỡng về xong, bọn mình ở lại thêm một ngày nhé. Mình muốn đi tìm chú Vị. Mình đi tự túc mà. Ở hay không là ở mình. Tớ lại thấy lo cho bố con nó ở nhà. Lo bỏ trắng răng. Cậu đi rồi, mẹ Hương lên đấy phục kích rồi còn gì nữa. Cứ thoải mái để đầu óc thư giãn đi. Anh Nguyễn Văn Bê, đây là anh em thương bệnh binh. Sẽ có những phác đồ điều trị mới cho số anh em bệnh nhân này. Báo cáo với các đồng chí phóng viên. Báo cáo thủ trưởng, em uống thuốc rồi ạ. Đúng rồi, anh phải chịu khó uống thuốc mới chóng khỏe. Bệnh nhân tâm thần đặc biệt sợ uống thuốc chị ạ. Anh uống đi. Uống thuốc rồi mời đồng chí sang ngồi đây nhá. Nhìn cái kiểu ốp đát bệnh nhân như thế này, cứ thấy bất nhẫn làm sao ấy. Trong mọi thứ bệnh tật, bệnh nhân Nguyễn Quang Vinh đau đớn hơn cả là bệnh mất trí. Họ không còn ý thức, không còn cảm nhận được thế giới xung quanh.
cả việc đón nhận tình cảm của người khác dành cho mình nữa chứ. Không mấy khi các nhà báo về đây mời đoàn cùng dự buổi sinh hoạt tinh thần của các bệnh nhân. Nào, chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt cùng với các nhà báo nhé. Chúng ta cùng hoan nghênh các vị khách nào. Thôi nhá. Nào, mọi người chú ý, hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt văn nghệ. Mọi người hát múa tùy ý. Ai sẽ là người hát để chào mừng các vị khách nhờ? Tôi hát. À, anh Hùng. Hoan hô anh Hùng. Anh hát bài gì nhờ? Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Đoàn Việt Quốc chúng ta ở nhân dân mà ra. Đường dân mến, đường dân tin muôn phần. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Được rồi. Nào, tất cả chúng ta cùng hát với Hùng nhá. Đoàn Việt Quốc chúng ta ở nhân dân mà ra. Được dân mến, được dân tin muôn phần. Nhân suốt đời thể danh đấu không ngừng, vì đất nước thân yêu mà hy sinh. Thể dân hết nước kia giành tự do hòa bình, toàn về quốc quên mình vì nhân dân. Vì xuân sang trên biên cảnh, toàn về quốc chúng ta. Sao vậy? Có phải Hùng kia không? Chuyến hàng bạn bè xa xôi. Anh Thông. Anh có nhớ em không? Nhà đâu? Em đưa anh về phòng nhé. Nào. Nào, bây giờ chúng ta hát xong bài hát nhé. Trường sân đông, trường sân tây nào. 2, 3. Đúng anh ấy rồi. Anh ấy bị sao thế? Anh ấy bị mất trí nhớ vì chấn thương sọ não. Và kèm theo sức ép của bom, người ta đưa anh ấy về từ mặt trận khu 5. Anh ấy không nhớ gì cả. Thế chị biết anh ấy à? Chưa có một cuộc đời riêng, một gia đình phải lo toan. Ngủ rồi à? Mệt, nghỉ tí thôi. Chứ không phải là đang nghĩ về Thung đấy chứ? Thất bại của chuyến đi lần này là không tìm thấy chú Vị, nhưng lại tìm thấy Thung. Cậu bảo tớ nên làm thế nào bây giờ? Cậu còn Sơn, cậu không thể đưa Thung trở về được. Hơn nữa, về hay không thì Thung cũng không thể cảm nhận được điều đấy. Ở đây Thung được nuôi dưỡng rất tốt mà. Tớ không thể đánh lừa bản thân mình được. Nếu bỏ Thung ở lại đây một mình, khác nào bỏ lại anh ấy một mình giữa nơi hoang vắng. Như vậy có tàn nhẫn quá không? Chuyện của Thung, cậu không thể tự quyết định được. Đừng để vì Thung
mà một lần nữa cậu đánh mất hạnh phúc của mình. Còn chuyện này nữa, cũng phải nghĩ hộ nhau đây. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Thực ra chuyến đi này không chỉ dự liên hoan truyền hình, tớ còn có mục đích riêng nữa. Đừng nói là định lên kế hoạch 3 nhá. Không, chỉ có một kế hoạch duy nhất thôi. Tớ sẽ vào Nha Trang sinh sống. Thật đấy. Nha Trang? Cậu đã bao giờ nói đến ý định ấy đâu? Tớ vừa đi gặp ba mẹ của anh Hùng về. Các cụ đã thu xếp công việc và chỗ ở cho hai vợ chồng tớ. Ba mẹ Hùng á? Anh Hùng đã tìm thấy ba mẹ đẻ của anh ấy. Anh ấy muốn chuyển vào sống gần hai cụ để bù đắp quãng thời gian thất lạc trước đây. Hơn nữa, từ sau khi cậu gặp nạn và nghi ngờ bị trả thù, anh Hùng không muốn tớ tiếp tục mạo hiểm nữa. Anh ấy nói cũng phải. Có chồng, có con, có gia đình rồi thì phải lo giữ mình an toàn vì chính họ. Còn tớ, thứ gì cũng đi mượn hết, được mất như nhau cả. Sao lại như nhau? Mạch Ngầm sẽ được phát sóng ở Đài Trung ương. Nếu cần thì phóng viên Trung ương sẽ vào cuộc. Vậy là bọn mình không phải áy náy với bác Hiệu và những người dân ở xã Tân Quan. Coi như việc đấy đã xong, cậu có thể dừng lại nếu muốn. Từ lúc vào đây đến giờ, quá nhiều việc làm tớ phân tâm. Tớ cũng chưa kịp nghĩ là mình sẽ làm gì tiếp theo sau chuyến đi này. Dù sao, tớ cũng thấy hạnh phúc vì chúng mình đã được ở gần nhau vài ngày mà không vướng bận điều gì. Khi trở về, mỗi đứa lại mải miết lo toan cho cuộc sống riêng. Biết đến bao giờ hai đứa mới được ngồi tán chuyện suốt đêm như thế này. Đi chiến trường còn nghĩ đến ngày về, huống hồ chỉ vào sống với bố mẹ chồng. Thôi đi chị, có mà sướng quá rồi lại quên hết bạn bè ấy chứ. Nhưng thôi được rồi, tớ và Sơn sẽ đưa mẹ và lũ trẻ vào thăm cậu cả tháng, được chưa? Hứa rồi đấy nhá. Ừ. Nhưng mà còn anh Thung, khổ thân anh ấy. Chưa biết như thế nào, nhưng chắc chắn là không thu xếp ổn thỏa được cho Thung. Tớ sẽ không có một giấc ngủ yên. Hậu ạ, thực lòng trong thâm tâm, mình vẫn luôn coi anh ấy là người chồng đích thực. Sao bây giờ lại trở thành trớ trêu thế này? Vậy đồng chí Chiến Thắng là người nhà của cô? Vâng. Anh ấy tên là Thung, Trần Văn Thung, không phải là Chiến Thắng đâu ạ. Bây giờ cô định sao? Chẳng hiểu chuyên môn y học thế nào, nhưng em nghĩ nếu tiếp tục để anh ấy trong môi trường toàn những người không bình thường thế này, thì dù có thuốc men cũng khó đánh thức sự tỉnh táo trong anh ấy. Cô nói có phần đúng. Anh ấy bị chấn thương sọ não do sức ép, chứ không phải do tổn thương thực thể. Cho nên, ta vẫn có cơ sở để hy vọng. Gần đây, trạng thái tinh thần ở anh ấy có phần tiến triển tốt. Nghĩa là anh ấy sẽ khỏi? Tôi không dám chắc. Cái này nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Việc chăm sóc, việc thầy thuốc chuyên khoa, tình cảm của những người xung quanh, công tác tâm lý, tránh xung chấn tâm thần, rất cần cho những người ở trạng thái trầm cảm. Tôi muốn đón anh ấy về. Không ổn. Anh vừa nói môi trường gia đình sẽ tốt hơn mà. Đúng vậy. Nhưng cô cần phải chuẩn bị đầy đủ những yếu tố mà tôi vừa nói. Hơn nữa,
những rắc rối khi chuyển vùng sinh hoạt, rồi những quan hệ xung quanh. Cô đã lường hết chưa? Em hiểu. Em sẽ cố gắng. Em sẽ làm tất cả những gì cần thiết. Chỉ cần anh ấy cảm thấy bình yên. Tôi tin chắc Hân sẽ làm được. Mẹ Hân lại thích hoa hồng nhung nhỉ? Vì nó nhiều gai giống mẹ. Không phải, mẹ làm gì có gai. Anh nghe mấy chú ở đài nói mẹ đẹp nhưng đầy gai. Vậy thì chắc chắn là có. Đó chỉ là cách nói bóng gió thôi. Các chú ý chê mẹ con dữ dằn đấy. Đồ nịnh vợ. Bố ơi, mẹ đâu hả bố? Có trời mới biết. Chú đi đón mẹ mà. Mẹ anh không về cùng với xe đài. Này, quét đi. Nhanh tay lên. Mời hai anh em dùng chào đi. Chị ạ. Ê, anh chờ em tí. Nó là phải cái này anh ạ. Cái tang gì thế? Úi giời, hay lắm anh ạ. Anh ạ, anh thử tí đi. Đặc sản Đà Nẵng đấy. Uống rượu vào lắm. Dạ, em mời anh ạ. Phóng viên các chú sướng thật đấy. Được đi đó đi đây, lại được tận hưởng tất cả món đặc sản. Có phải ai cũng được như vậy đâu anh. Nhiều đứa còn phải bỏ tiền túi ra mới đi. Như cái con Mụ Hân đấy anh. Hả? Mà chú vừa nói cái gì? Tại sao bài phóng sự mạch ngầm lại được giải? Mà bác Hình đã gạt nó đi rồi cơ mà. Mụ ấy gửi tự do, ăn may thôi anh ạ. Thế là cả nước biết rồi còn gì nữa. Anh cứ yên tâm, thằng em có kế hoạch hết cả rồi. Chú đừng có mà nói với tôi là tiếp tục dằn mặt nó đấy nhá. Lần trước ấy là vì nhẹ thì nó bỏ qua. Lần này công an vào cuộc là cách toi. Bạo lực chưa bao giờ là cách lựa chọn của thằng em này. Nhưng mà lần này em đoán báo chí trung ương sẽ vào cuộc đấy. Sẽ tốn đấy. Tốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Chỉ sợ sự việc rõ mười mười như thế rồi, khó mà lật được lại nước cờ. Cứ để cho báo chí vào cuộc đi anh ạ. Em sẽ có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, chuyển mục tiêu từ điều tra anh sang điều tra con Mụ Hân. Chú không đùa đấy chứ? Anh yên tâm, thằng em này là chuyên gia đảo ngược tình thế rồi. Nhưng mà phải có cái này anh ạ. Nhưng mà cần có cái này anh ạ. Nhưng mà sao mà nhiều thế? Vâng. Mà thôi, anh đừng có lo. Cứ từ từ, thằng em này sẽ lo được hết. Bây giờ anh em mình uống rượu đi đã. Dạ, em mời anh.
ăn đi. Con để phần cho mẹ đấy. Sử ra nhớ nhung cái gì? Người ta đi xa về, đã chẳng mừng, lại còn giận. Đi vui vẻ nhỉ? Vui. Nhưng nhớ mấy bố con. Thật không? Sao vậy? Bố Trà Quý còn sống anh ạ. Em bảo sao? Thung còn sống á? Vâng. Sống mà như đang chết dần. Em nói rõ hơn xem nào. Anh ấy bị chấn thương sọ não, mất trí nhớ. Hiện đang ở trạm điều dưỡng thương binh ở Đà Nẵng. Con nên cho Trà Quý biết không? Phải cho nó vào thăm bố nữa chứ. Lại còn cả bà nữa. Nếu như anh được nhìn thấy đôi mắt, đúng hơn là cái nhìn lờ đờ, mệt mỏi, không hồn sắc, thì không đành lòng mà bước đi được. Cũng là sống mà sao khổ thế. Mình phải đón anh ấy về em ạ. Nhưng sẽ khó khăn đấy. Anh và em cũng từng là người lính. Chúng ta phải đón anh ấy trở về như một người lính. Em biết, anh vì em, vì Trà Quý, và vì cả anh Thung nữa. Anh sống mà chỉ nghĩ hộ mọi người. Với em, anh hãy hiểu cho em. Đừng nghĩ gì khác nhé. Anh hiểu. Thưa các đồng chí, cuộc họp hôm nay sẽ tập trung vào việc kiểm điểm việc làm vượt cấp của đồng chí Hân. Sao lại kiểm điểm nhỉ? Chị Hân mới dinh giải thưởng về cho đài mình mà. Đáng lẽ phải khen thưởng mới đúng chứ. Ừ, phải khen thưởng chứ. Trật tự, trật tự. Tôi là người công bằng. Việc gì đáng thưởng sẽ thưởng. Việc gì cần phê bình phải phê bình. Việc làm của đồng chí Hân là đã gửi bài vượt cấp. Như vậy là coi thường ban lãnh đạo của đài. Hỏi rằng tôi còn mặt mũi nào để mà nhìn anh em đồng nghiệp của đài bạn nữa. Vì anh đã cho ngừng phóng sự lại nên em nghĩ anh sẽ không đồng ý. Tôi đã trả lời cô bằng văn bản chưa? Dạ chưa. Đấy, mọi người thấy rồi nhé. Đáng ra đồng chí Hậu cũng phải chịu chung hình thức kỷ luật này. Xong, cô Hậu đã có đơn xin chuyển công tác.
Cho nên tôi không tiếp tục truy cứu nữa. Chưa biết gì à?